chào bác nhá. Cảnh tiếp theo là đang làm cá giò đêm. Anh em làm con cá giò vừa mới bắt được ấy, vừa em quay ở video bắt được ấy. Làm cá giò đêm ăn đêm. Đi biển ngay sướng nhất là cơm sốt cá tươi thôi, còn đâu nhiều cái cực khổ. Các bác ạ. Wow, được một con sông. Không biết hoa được không? Giò. Thế bỏ cá sông. Con giò. Giò đi. Giò áp thôi. Giò áp không ăn được đúng không? Mày cầm con giò lên cho anh. Trời ơi. Sáng lại được bữa riêu rồi. Được bữa riêu không em? Được. Đã được con sông thì tốt. Hy vọng những mẻ cá đánh lên gặp những con cá lạ như là kìm cờ, cá sông. Thường thường là tàu đánh bắt được những con cá này thường để ăn, không bán. Đi biển này nếu đi lâu năm thì gặp những cảnh đẹp lắm, nhưng mà em đi một tháng nên là không. Biển này gặp cá toàn ăn anh Bảy nhỉ? Chỉ sợ không gặp thôi chứ mà không? Mẹ, gặp cá ngon rồi đấy. Xong sủ này, cá hết. Bữa ăn đêm này sang chảnh trên biển. Bơi đi nỗi vất vả. Thường thường ăn đêm thì chỉ mì tôm thôi. Đấy, dạ dày. Rồi, cắt hai miếng anh Bảy à, tí mỗi anh em mình miếng gần gần nhau tí. Em rót cho anh cốc rượu rồi. Lưng cốc phải không? Đêm anh uống lưng cốc phải không? Anh cắt làm đôi thôi, thì mỗi anh em mình nửa miếng. Trời. Dạ dày nhá các bác nhá. Cắt làm đôi anh Bảy ạ. Đấy, dạ dày cá này là ngon nhất đấy. Nhất thủ nhì vĩ. Thứ 3 đến dạ dày. Thứ 3 đến dạ dày các bác nhá. Quay ngoại cảnh một chút các bác nhá. Đây tàu đang phát bóng thì đang ra chài rồi. Giờ chỉ chờ đánh thôi. Làm trong con cá là anh em bắt đầu vào vị trí đánh chài. Chài sẵn sàng rồi. Đã treo lên rồi, giờ chỉ sập xuống ngay nữa là bắt cá mực tiếp. Thôi lại tiếp tục chủ đề đi. Các bác muốn hiểu sự vất vả nhọc nhằn của những người đi biển thì phải trải nghiệm như em này nhá. Con cá này cả tàu mình ăn vừa nhỉ anh Bảy nhỉ? 5 người thôi. 8 người, 9 người ăn thiếu. Sáu chứ bằng anh mày. Đánh cá sấu, đánh bằng con này. Đánh trong cá trài này mới sáu chứ. Bằng cá trài này. Ăn
ăn đần như vừa làm ai tôi nghe đấy. Sau mấy phút là anh Bảy đã làm được rổ cá ngon lành cành đào, lát chỉ gần sáu qua nữa là làm lưng cốc rượu là chiến thôi. Cá nha các bác nha, cá con cá vừa làm đấy, cá rổ đấy, giờ anh em chuẩn bị ăn đêm. Anh em làm bắt mì tôm này.